Sân khấu đã sẵn sàng cho màn trình diễn có thể coi là kết thúc giải đấu lớn của Lionel Messi khi Argentina đối đầu với Colombia trong trận chung kết Copa America vào sáng thứ hai tới theo giờ Việt Nam. Sân vận động Hard Rock là nơi Messi và La Celeste hướng đến mục tiêu giành cho vô địch Copa America lần thứ 16, vượt qua thành tích 15 lần của Uruguay. Nếu thành công, đây cũng là chức vô địch thứ hai liên tiếp sau khi họ vượt qua đối thủ Brazil trong trận chung kết năm 2021. Tuy nhiên, để vô địch sẽ lại là một câu chuyện khó khăn cho Argentina khi đối thủ của họ là đội gây ấn tượng nhất tại giải đấu, mang tên Colombia. Họ vừa tạo ra kỷ lục đội tuyển với thành tích bất bại trong 28 trận liên tiếp. Tại kỳ Copa năm nay, Colombia đang cực kỳ thăng hoa với James Rodriguez, người đang có dấu hiệu của sự hồi xuân và chắc chắn là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Los Cafeteros đã đánh bại đội tuyển Uruguay tại bán kết dù chỉ thi đấu với 10 người trên sân. Điều này cho thấy Colombia đang có sức mạnh của cả một tập thể chứ không chỉ dựa hơi vào một cá nhân. Trong khi đó, Argentina đã đánh bại đội tuyển lần đầu vào bán kết Copa America là Canada với tỷ số 2-0 với các pha làm bàn của đội trưởng Lionel Messi cùng Julian Alvarez để tiến vào chơi trận đấu cuối cùng của giải đấu. Rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến sự kết thúc của một kỷ nguyên vào sáng thứ hai tới khi Messi được cho là đang cân nhắc giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau trận chung kết. Trong khi có rất nhiều người dân nước Mỹ mong muốn thấy Messi tiếp tục sự nghiệp lẫy lừng của mình cùng đội tuyển Argentina ít nhất cho đến World Cup 2026, thì chủ nhân của 8 quả bóng vàng vào tuần này cho biết anh đang chiến đấu những trận chiến cuối cùng trên đấu trường quốc tế. Sau khi dẫn dắt Argentina đến vinh quang tại Copa 2021 và World Cup 2022, Messi có thể rời đi trong sự hân hoan khi truyền cảm hứng cho đất nước của mình giành 3 chiếc vô địch lớn liên tiếp, một kỳ tích mà họ chỉ đạt được trước đó khi giành chiến thắng tại 3 kỳ Copa liên tiếp vào các năm 1945, 1946 và 1947, khi World Cup không được tổ chức trong thời gian đó vì lý do chiến tranh thế giới thứ hai. Phải mất một khoảng thời gian thì Messi mới có cho mình bàn thắng đầu tiên tại kỳ Copa lần này trong chiến thắng 2-0 trước Canada ở bán kết. Với pha lập công đó, Messi đã xác lập thành tích ghi bàn tại 6 kỳ Copa America khác nhau, cân bằng kỷ lục do Jorginho lập vào năm 1957. Cụ thể, El Pulga đã ghi bàn tại các kỳ Copa 2007, 2015, 2016, 2019, 2021 và 2024. Anh chỉ không ghi bàn vào năm 2011. Một danh hiệu nữa vào chủ nhật sẽ giúp anh kết thúc sự nghiệp hoàn hảo với chuỗi 3 lần vô địch các giải đấu lớn. Nhưng Colombia sẽ không để họ dễ dàng làm được điều đó. Thật vậy, đội bóng của Néstor Lorenzo được giới chuyên môn đánh giá là đội bóng xuất sắc nhất kể từ giải đấu khi đứng đầu bảng D trước Brazil trước khi đánh bại Uruguay với tỷ số 1-0 ở trận bán kết. Pha đánh đầu ghi bàn của Jefferson Lema giúp Colombia có được lợi thế trong trận đấu đó bởi họ phải thi đấu với 10 người trong xuyên suốt hiệp 2 vì Daniel Munoz bị đuổi khỏi sân sau hai tấm thẻ vàng phải nhận. Bàn thắng của Lema là bàn thắng thứ 5 của Colombia được thực hiện bằng đầu tại giải đấu lần này, nhiều nhất của một đội tại một kỳ Copa America kể từ thời điểm Argentina ghi được 6 bàn bằng cách này vào năm 1991, và đó cũng là năm mà La Albiceleste nâng cao chiếc cúp. Khả năng không chiến của Colombia là một lợi thế lớn trong một giải đấu mà họ thể hiện cực kỳ hiệu quả trong khâu tấn công khi ghi được 12 bàn thắng, con số cao nhất của giải đấu này. Có một thông số khá chú ý là Colombia chỉ xếp thứ 6 về số lần chạm bóng trong vòng cấm với 104 lần, nhưng xếp thứ 3 về số cú sút từ trong vòng cấm với 59 lần. Thêm vào đó, đoàn quân huấn luyện viên Néstor Lorenzo cũng rất hiệu quả trong khâu phòng ngự với chỉ 2 bàn thua tính đến trước trận chung kết. Chính hàng thủ vững chắc đó đã tạo nền tảng cho đội trưởng James Rodriguez và Luis Diaz có thể yên tâm thỏa sức thực hiện những pha tấn công lên khung thành của đối thủ. Đặc biệt, James đã có cho mình đến 6 đường kiến tạo, phá vỡ kỷ lục 5 lần trước đó mà Lionel Messi làm được tại kỳ Copa America cách đây 3 năm. Ngoài ra, James cũng dẫn đầu về số cơ hội tạo ra với 17 lần, trong đó có đến 12 lần từ các pha bóng cố định. Và trong số 12 lần đó, Colombia có cho mình đến 5 bàn thắng, một kỷ lục của giải đấu. Argentina sẽ khôn ngoan hơn nếu tránh để thủng lưới từ những pha bóng chết. James không phải là cựu cầu thủ Real Madrid duy nhất muốn tỏa sáng. Angel Di Maria hy vọng sẽ kết thúc sự nghiệp ở đội tuyển Argentina một cách mỹ mãn, ngay cả khi huấn luyện viên Lionel Scaloni đang ra sức thuyết phục anh nên xem xét lại quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau giải đấu. Cầu thủ 36 tuổi xếp thứ 4 về số cơ hội tạo ra tại Copa lần này với 9 lần, chỉ có James 17, Nicolas de la Cruz 14 và Messi 13 là có thành tích tốt hơn anh. Trong lịch sử đối đầu, Argentina và Colombia chạm trán nhau tổng cộng 42 lần,
La Albiceleste là những người áp đảo về số trận thắng với 25 trận, trong khi con số của Colombia là 9 lần và hai đội hòa nhau tổng cộng 8 trận. Trong 12 trận gần nhất, Colombia chỉ giành chiến thắng đúng một trận đấu. Lần gần nhất hai đội chạm trán nhau là tại bán kết Copa America cách đây 3 năm, thời điểm mà Colombia thua cuộc trên loạt sút luân lưu với các pha đá hỏng của Davinson Sanchez, Jerry Mina và Edwin Cardona. Mọi thông số trước trận chung kết đều đang nghiêng về phía đội tuyển xứ Tango. Tuy nhiên, có một điều dường như đang ủng hộ Colombia là trọng tài bắt chính trận chung kết mang quốc tịch Brazil. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL đã quyết định lựa chọn Rafael Clough là người cầm còi trận đấu quan trọng nhất. Sau khi quyết định này được đưa ra, đã không ít những tranh cãi xuất hiện trên mạng xã hội, đặc biệt là với những cổ động viên của La Albiceleste, bởi lẽ Brazil và Argentina thù địch với nhau như thế nào thì ai cũng biết rồi. Việc để một người Brazil cầm còi trong trận chung kết như vậy chẳng khác nào bảo rằng Argentina hãy thua đi. Không chỉ vậy, giữa Rafael Clough và Lionel Messi không có mối quan hệ tốt đẹp bởi trong quá khứ, La Puga đã chỉ trích vị vua áo đen này dữ dội khi đã khiến đội tuyển Argentina gặp bất lợi trong trận đấu với đội tuyển Paraguay ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Nhưng Argentina không cô đơn, bởi người dân Tây Ban Nha cũng rất lo lắng cho đội tuyển con cưng của họ khi trận chung kết Euro với đội tuyển Anh được điều khiển bởi một trọng tài người Pháp mà lại là bại tướng của La Roja ở trận bán kết. Sự phẫn nộ là điều có thể thấy rõ ở các cổ động viên Argentina, nhưng họ cũng đành bất lực bởi chẳng thể làm được gì trước quyết định đã được đưa ra của CONMEBOL. Giờ đây, họ chỉ hy vọng rằng vị vua áo đen kia sẽ bắt một trận đấu thật công tâm. Tình hình nhân sự của Argentina và Colombia cũng không có gì xáo trộn nhiều, ngoại trừ tấm thẻ đỏ của Daniel Munoz phải nhận trong trận đấu với Uruguay sẽ khiến anh vắng mặt ở một trận quan trọng nhất của Colombia. Huấn luyện viên Lionel Scaloni sử dụng 4-4-2 kể từ vòng knockout, thế nên nhiều khả năng ông vẫn sẽ giữ nguyên sơ đồ này trong trận đấu sắp tới. Đứng trong khung gỗ không ai khác ngoài Emiliano Martinez, thủ môn 32 tuổi thật sự là bùa hộ mệnh của Messi và cả đội tuyển Argentina. Kể từ khi xuất hiện, Dibu đã giúp El Puga giành được hai danh hiệu lớn bao gồm cả chức vô địch World Cup 2022. Bộ tứ vệ của La Albiceleste vẫn là những cái tên quen thuộc. Nicolas Tagliafico ở cánh trái, Gonzalo Monsien cánh phải, bộ đôi trung vệ là sự kết hợp giữa Cristian Romero và Lisandro Martinez. Bốn cái tên thi đấu ở khu trung tuyến là Angel Di Maria, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Alexis McAllister. Họ sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ cho hàng công với sự góp mặt của Julian Alvarez và đặc biệt là đội trưởng Lionel Messi. Kể từ đầu giải đấu, El Puga chỉ mới có cho mình một bàn thắng cùng một đường kiến tạo, nhưng chẳng thể phủ nhận được sức ảnh hưởng mà Messi tạo lên lối chơi của Argentina. Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong trận chung kết và khép lại sự nghiệp đầy viên mãn. Về phía đội tuyển Colombia, tấm thẻ đỏ của Daniel Munoz khiến toan tính chiến thuật của huấn luyện viên Néstor Lorenzo phải thay đổi khá. Người các đền như thường lệ vẫn là Camilo Vargas, thủ môn 35 tuổi với kinh nghiệm thi đấu lâu năm, được kỳ vọng sẽ hạn chế đi phần nào sức tấn công mà Argentina tạo ra. Bộ tứ vệ bao gồm Santiago Arias, Davinson Sanchez, Carlos Cuesta và Johan Mojica, trong đó Arias là người được lựa chọn để thay thế cho Munoz. Tam đấu giữa sân là sự kết hợp giữa Jefferson Lema, Richard Rios và đội trưởng James Rodriguez. Mũi binh ba trên hàng công bao gồm John Arias, John Cordoba và niềm hy vọng số 1 mang tên Luis Diaz. Hiệp phụ không có hiệu lực ở vòng knockout nhưng sẽ được áp dụng ở trận chung kết và khả năng trận đấu sẽ diễn ra hết trận, thậm chí là loạt luân lưu được đánh giá là 23,6%. Argentina là đội được đánh giá có tỷ lệ giành chiến thắng cao hơn với con số rơi vào khoảng 63%, trong khi của Colombia chỉ là 37%. Nhưng mọi con số cũng chỉ là vô nghĩa ở trận chung kết, nhất là đối với Colombia đang cực kỳ thăng hoa ở kỳ Copa lần này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem vinh quang sẽ gọi tên cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất lịch sử Lionel Messi hay số 10 cổ điển cuối cùng mang tên James Rodriguez.